Trận derby thủ đô giữa câu lạc bộ Hà Nội và Công an Hà Nội không chỉ mang tính chất phân định ngôi vương V-League 2023. Đây còn là cuộc đối đầu nhiều cảm xúc đặc biệt giữa Văn Quyết và Quang Hải. Tháng 4 năm 2022, Quang Hải nói lời chia tay câu lạc bộ Hà Nội trên sân hàng đẫy. Anh rưng rưng khi phải rời đội bóng mà mình gắn bó suốt thời gian dài. Khi ấy, tiền vệ sinh năm 1997 chia sẻ, tôi sẽ không nói tạm biệt mà thay vào đó là câu hẹn gặp lại. Có lẽ nhiều người hâm mộ trên sân hàng đẫy ngày ấy đã tin rằng lời hẹn gặp lại của Quang Hải mang hàm ý rằng anh sẽ tiếp tục khoác áo câu lạc bộ Hà Nội nếu trở về Việt Nam. Điều đó đã không xảy ra. Một năm sau, Quang Hải chấm dứt giấc mơ ở trời U và trở lại Việt Nam thi đấu. Vẫn là hàng đẫy, vẫn là số 19 quen thuộc, nhưng lần này, anh không còn khoác áo câu lạc bộ Hà Nội. Hải đang chơi cho câu lạc bộ Công an Hà Nội, đội bóng mà anh đã từng đối đầu trong ngày nói lời chia tay câu lạc bộ Hà Nội. Thời điểm ấy, đội Công an Hà Nội còn là một đội hạng nhất và mang tên Công an Nhân dân. Đặc biệt hơn, trận đầu tiên Quang Hải đối đầu với đội bóng cũ lại mang tính chất định đoạt của cả mùa giải. Ở những cuộc đối đầu cân não như vậy, chỉ một khoảnh khắc ngôi sao cũng có thể khiến mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Và khi nhắc đến điều này, hai cái tên được chờ đợi là Nguyễn Văn Quyết và Nguyễn Quang Hải. Người ta đã quá quen với hình ảnh Văn Quyết và Quang Hải đứng chung một chiến tuyến. Họ còn được coi là những mắt xích quan trọng qua các thế hệ cầu thủ, là nhân tố quan trọng để duy trì vị thế hàng đầu của câu lạc bộ Hà Nội ở bóng đá Việt Nam. Sau Thành Ngương là Văn Quyết, sau Văn Quyết là Hùng Dũng, sau Hùng Dũng là Quang Hải. Khoảng thời gian 15 năm gắn bó của Quang Hải với câu lạc bộ Hà Nội là đủ dài để nhiều người nghĩ rằng kịch bản Quang Hải đối đầu Văn Quyết trong một trận đấu chính thức chỉ xuất hiện trong một giấc mơ nào đó. Nhưng giờ đây, nó lại xảy ra và thật đáng chờ đợi. Ở lần đối đầu này, Văn Quyết đã 32 tuổi, độ tuổi được coi là bên kia sườn dốc sự nghiệp. Trong khi đó, Quang Hải ở tuổi 26, bước vào độ chín của đời cầu thủ. Nhưng xét về phong độ, Văn Quyết lại là người vượt trội. Số 8 trận ngồi ngoài vì án treo giò chẳng ảnh hưởng chút nào đến phong độ của Văn Quyết. Kể từ khi trở lại, cầu thủ sinh năm 1991 đã thi đấu 4 trận, ghi 2 bàn thắng và 2 kiến tạo. Với tổng cộng 8 pha lập công, anh tiếp tục là chân sút đội hay nhất V-League 2023. Sự trở lại của Văn Quyết là đặc biệt quan trọng. Trong bối cảnh các tân binh ngoại như Kean, Zvetojevic Milan hay Musaev Milan chưa có sự hòa nhập tốt nhất, số 10 giúp câu lạc bộ Hà Nội có những bước tiến vững chắc trong cuộc đua vô địch, hiện tạm chiếm ngôi đầu bảng của đội Công an Hà Nội. Chiều ngược lại, Quang Hải lại chưa được như mong đợi. Sau 4 trận, Quang Hải vẫn chưa có bất cứ bàn thắng hay kiến tạo nào cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Đội bóng ngành công an cũng liên tục mất điểm và tụt xuống vị trí thứ hai. Ở trận gặp câu lạc bộ Nam Định, thậm chí Quang Hải còn bị thay ra sớm. Áp đang đè rất nặng lên đôi chân của Quang Hải. Nếu tạo ra được một khoảnh khắc tỏa sáng của ngôi sao để giúp đội Công an Hà Nội giành chiến thắng, mọi thứ có thể trở lại với Quang Hải. Đây là lúc chờ tài năng kiệt xuất của Hải, còn nhất là trong bối cảnh câu lạc bộ Hà Nội đang vươn lên rất mạnh mẽ với sự trở lại của Văn Quyết.